Rồi, hello cả nhà mình. Thì hôm nay em làm thêm một cái clip. Tại vì hồi tối thì em có up một cái clip á, nói về cái suy nghĩ của mình về cái vấn đề của cô Hằng mấy ngày qua, mà nói về thầy Thích Minh Tuệ đó cả nhà. Nên là cũng có một chút gì đó làm dậy sóng mạng xã hội. Thì em chỉ nói được cái suy nghĩ của mình thôi. Thì có một số gọi là fan chính nghĩa, gọi là fan ruột, rồi gọi là hả fan nguyên một mùa, vô nói em theo kiểu mà fan nửa mùa này nọ. Thì hồi tối á, em làm cái clip hồi tối về cô Hằng với lại sư Minh Tuệ đó, thì mọi người thấy mà mặc bộ đồ đen kiểm nghiêm chỉnh đồ này nọ để gọi là có sự tôn trọng cô Hằng và sư Tuệ. Thì hôm nay em nói về là những cái gọi là fan cuồng của cô, rồi những gọi là fan fan nguyên mùa mà vô bình luận nói em là fan nửa mùa này nọ đó. Thì em mặc bộ đồ màu đỏ nè cả nhà, bộ đồ màu đỏ cho nó tươi, là cái phần mà gọi là tươi sáng đó, vui vẻ đó. Thì hôm nay nói hôm nay làm cái clip này thì em đi cái tông nó hơi theo kiểu mà nó hơi sắc xéo nhẹ chút xíu nha cả nhà nha, nên là cả nhà có xem thì cũng thông cảm giùm em. Tại cái này là em gửi đến những cái gọi là fan, gọi là khi mà sao fan nguyên mùa mà nói em fan nửa mùa này nọ đó ha. Rồi nha, xin kính gửi những cái fan nguyên mùa của cô Hằng ha. Giờ mấy cái fan mà nguyên mùa như mấy cưng á, vì vậy thì một thời cô Hằng mới có cái sự mà gọi là sống trong cái sự mà tối tăm, sống trong cái sự mà gọi là xa gia đình đó. Tại vì biết sao không, tại vì nguyên mùa á, nhờ có mấy cưng á, mà khi những cái lúc mà cô Hằng á, mọi người biết mà cô Hằng cho cái không biết nói thực tế là mình nói theo thực là cô Hằng là một người đứng về chính nghĩa đi, mình nói như vậy đi ha. Nhưng mà đôi lúc cái sự gọi là phát ngôn hay là nói gì đó đôi lúc cũng có cái sự đúng và sai. Mọi người công nhận không, ai cũng vậy trong cuộc sống này, người nào cũng có lúc đúng và sai hết trơn á. Thì tại sao nhờ những người đứng phía ngoài, mỗi người có một cái lời góp ý là chút xíu, thì đôi khi cô xem những cái thông tin đó thì cô mới cảm nhận ra được một cái gì đó, nên là cô sẽ giữ cái sự tiết chế lại, thì cái đó nó sẽ an toàn cho cô. Còn biết sao mấy cưng á, cái gì cũng cô là sứ mệnh, cô đúng, cô nói cái gì cũng đúng, thì giờ mấy cưng như vậy đó. Nên là đôi lúc cô nghĩ cô không có tiết chế được, nên là cô nói những cái lời gọi là phát phát ngôn phát biểu ra làm thiệt hại đến cô. Rồi đến lúc lúc đó đó cô có chuyện gì á, thì bắt đầu mấy cưng biết sao, mèo khóc chuột, mèo khóc chuột, tội nghiệp cô quá à, thương cô quá à, cô vì mọi người cô bị như vậy. Ủa tại sao cái lúc mà cô chưa có bị cái gì á, sao mấy cưng không có đứng ra làm một hai cái clip gì đó, cứ người chung chút, thì đôi lúc khi cô xem được nó lan truyền đến cô được, cô xem được cái câu tiết chế lại cái gì đó không có bị thiệt thòi đến cô. Còn mấy cưng đợi chuyện xảy ra xong mấy cưng khóc khóc xong, bắt đầu những cái thời gian mà cái cô sống trong một cái nơi xa gia đình đó, sống một cái nơi xa gia đình đó, còn mấy cưng ở nhà đó mấy cưng có khóc mỗi ngày đâu. Tới thời điểm mà cô 2 năm rưỡi xa gia đình đó, thì tối mấy cưng biết sao không, mấy cưng lên mạng mà thấy ai viết về cô có vô bình luận cái liền, bình luận tranh thủ á, tội nghiệp cô quá, thương cô quá, cô gì chính nghĩa, cái bắt đầu thả hình icon, icon gì khóc này nọ. Vừa cái bình luận đó xong thả vô xuống cái má ngà, thả cái má ngủ ngon, ngủ giúp tới sáng luôn. Trời ơi, nó nghe nè, fan nửa mùa hay fan nguyên mùa gì á, thì nếu đã là đứng về cái phần chính nghĩa, đúng không? Đứng về cái phần mà gọi là hiểu chuyện, thì khi chúng ta không làm được cái gì hết hay không nói được gì hết, có những người đứng ra người ta nói là ít nhiều gì cũng làm một cái lời góp ý dành cho cô, thì mình mừng đi, mình thương cô thật thì mình mừng đi. Trời ơi, mấy cưng giống như là gọi là sứ mệnh của cô là phải như vậy, sứ mệnh của cô là phải phải làm như thế. Rồi xong mà khi bắt đầu mà khi mà cô làm tới luôn á, rồi có chuyện gì đó xảy ra thiệt thòi đến cô á, trời tội nghiệp cô quá à, cô vì dân vì nước, mấy cưng á, mấy fan chính nghĩa đó, cô vì dân vì nước nên là cô bị như vậy, tội cô quá, khổ cô quá. Rồi còn có những người mà người ta làm clip người ta nói á, thì mấy má phản bác, mấy má nói người ta là fan nửa mùa, theo cô nửa mùa, nó nghe là nhờ những người nửa mùa như vậy đó mà người ta nói lên những cái gọi là cái ý kiến, rồi ta nói lên cái sự mà trước cái sự xảy ra đó, hiểu không, người ta cảm nhận là chuẩn bị nó có gì xảy ra, thì người ta làm những cái clip như vậy đến chi, để nhiều khi nó lan truyền, nó lan tỏa từ 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 mạng xã hội mà, nó lan truyền lan tỏa mỗi người chút, mỗi người chút, mình thì nói thì sẽ không đến tay cô, nhưng mà cứ mỗi người chút đến tay cô đó, đến cái cô nghe được thì cô biết là chuẩn bị sắp cái sự bùng nổ xảy ra, thì đúng sai gì cô sẽ biết cách cô tiết chế lại để không ảnh hưởng tới thiệt thòi đến cô, đúng không? Bây giờ đừng nói tôi fan ai hay là fan theo người nào hết trơn, mà tôi là người nhìn nhận từ xa những gì cô làm, mà tôi thấy thời gian qua cô làm những cái điều đó làm cho tôi cảm thấy cảm kích cô, thì tôi mến cô, tôi quý cô. Nhưng bây giờ tôi thấy có cái sự bùng nổ gì đó, cứ mọi người nói đợi chờ đi, đợi chờ cái tập 2, tập 3 thì nó đúng, thì đợi chờ cũng có một phần mình cũng đợi chờ, nhưng mà đôi lúc mình nói được cái suy nghĩ của mình thì bắt đầu cô biết là chuẩn bị cái chuyện đó, mà nếu mà cô nói ra nó sẽ ảnh hưởng đến cô, chấn động này nọ, thì bắt đầu cô sẽ biết cách làm sao nói cho nó nhẹ nhàng hơn một chút để không ảnh hưởng gì đến cô. Thì mấy cưng mừng cho người ta đi, mừng cho cô đi, sao tối ngày mấy cưng có đắp xúi vô hay không vậy? Fan chánh nghĩa, fan chánh nghĩa, fan nguyên mùa, đúng rồi đó, nhờ fan nguyên mùa như mấy cưng vậy đó, mà thời gian qua 2 năm rưỡi cô sống trong cái sự mà gọi là xa gia đình đó, chánh nghĩa đó, chánh nghĩa giữ chứ mấy má.